Giải thích phẩm trang nghiêm thứ 17, Kinh Đại Bát Nhã ghi, phần 2 phẩm Vô Phược Giải thứ 15. Kinh: Bấy giờ Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Trang Nghiêm, Kinh Đại Bát Nhã ghi, mặc áo giáp đại thừa. Thế nào là Đại Trang Nghiêm? Thế nào là Bồ Tát có thể Đại Trang Nghiêm? Phật dạy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa Đại Trang Nghiêm là thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật Trang Nghiêm, bốn niệm xứ trang nghiêm cho đến tám thánh đạo phần, nội không trang nghiêm cho đến vô pháp hữu pháp không, mười lực cho đến 18 pháp không chung và trí nhất thiết trùng trang nghiêm. Biến thân như Phật trang nghiêm, ánh sáng chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, cũng chiếu khắp thế giới như hằng hà sa số ở phương đông, phương tây, nam bắc, bốn góc trên dưới cũng như vậy. 3.000 đại thiên thế giới, sáu cách rung động, cũng rung động cả thế giới như hằng hà sa số ở phương đông, phương tây, nam bắc, bốn góc trên dưới cũng như vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát ấy chú thí Ba La Mật đại thừa trang nghiêm là 3.000 đại thiên thế giới biến thành lưu ly, hóa làm chuyển luân thánh vương, tùy sự ưa muốn của chúng sinh, cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, y phục đồ nằm, hương hoa anh lạc, hương giã, hương ướp, phòng xá, đèn đuốc, thuốc thang, các thứ cần dùng đều cấp cho đủ, cho rồi thuyết pháp là nên nói 6 Ba La Mật. Chúng sinh nghe pháp ấy không bao giờ lìa 6 Ba La Mật cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa đại trang nghiêm. Tu Bồ Đề thì như thầy huyễn thuật hoặc học trò huyễn thuật ở giữa ngã tư đường, hóa hết làm đại chúng ở trước mặt, cần ăn cho ăn, cần uống, cho đến các thứ cần dùng đều cấp cho hết. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Thầy huyễn thuật ấy thật có chúng sinh có cấp cho chăng? Tu Bồ Đề thưa, thưa không, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như vậy, hóa làm chuyển luân thánh vương, đầy đủ các thứ cần ăn cho ăn, cần uống, cho đến các thứ cần dùng đều cấp cho hết. Tuy có bố thí mà thật không cho gì, vì cớ sao? Tu Bồ Đề, vì tướng các pháp như huyễn vậy. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong giới Ba La Mật, hiện sinh vào nhà chuyển luân thánh vương, lấy 10 thiện đạo giáo hóa chúng sinh, lại lấy 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, 4 niệm xứ, cho đến 18 pháp không chung giáo hóa chúng sinh. Người mới nghe được pháp ấy, cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không lìa pháp ấy. Thế như thầy huyễn thuật hoặc học trò huyễn thuật ở giữa ngã tư đường hóa làm đại chúng, lấy 10 thiện đạo giáo hóa bảo làm, lại lấy 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung giáo hóa bảo làm. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Thầy huyễn thuật ấy thật có chúng sinh giáo hóa bảo làm 10 thiện đạo cho đến 18 pháp không chung chăng? Tu Bồ Đề thưa, thưa không, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như vậy, lấy 10 thiện đạo giáo hóa chúng sinh bảo làm cho đến 18 pháp không chung, mà thật không có chúng sinh làm 10 thiện đạo cho đến 18 pháp không chung. Vì cớ sao? Vì các pháp như huyễn vậy. Tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ba Ha Tát trú trong nhẫn Ba La Mật giáo hóa chúng sinh nhẫn nhục. Tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong nhẫn Ba La Mật giáo hóa chúng sinh trú trong nhẫn Ba La Mật? Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát từ khi mới phát tâm lại đây đại trang nghiêm như vậy. Nếu hết thảy chúng sinh đến mắng nhiếc đau gậy làm tổn hại, Bồ Tát Ma Ha Tát không khởi một niệm đối với việc ấy, cũng dạy hết thảy chúng sinh làm hạnh nhẫn nhục như vậy. Thì như thầy huyễn thuật hoặc học trò huyễn thuật ở giữa ngã tư đường hóa làm đại chúng, khiến tu nhẫn nhục. Ngoài ra như trên đã nói, Tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát đại trang nghiêm. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong tinh tấn Ba La Mật, dạy hết thảy chúng sinh khiến tu tinh tấn Ba La Mật. Tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong tinh tấn Ba La Mật, dạy hết thảy chúng sinh khiến tu tinh tấn Ba La Mật? Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát tâm tương ưng với trí nhất thiết trùng, thần tâm tỉnh tấn giáo hóa chúng sinh, thí như thầy huyễn thuật hoặc học trò huyễn thuật ở giữa ngã tư đường hóa làm đại chúng, dạy khiến tu thần tâm tỉnh tấn. Ngoài ra như trên đã nói, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát đại trang nghiêm. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú thiền Ba La Mật, dạy hết thảy chúng sinh khiến tu thiền Ba La Mật. Tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong thiền Ba La Mật, dạy hết thảy chúng sinh khiến tu thiền Ba La Mật? Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong các pháp,
không thấy pháp hoặc lạc hoặc định. Như vậy tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát, trú trong thiền Ba La Mật, dạy hết thảy chúng sinh khiến tu thiền Ba La Mật, cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không lìa thiền Ba La Mật, thì như thầy huyễn thuật hoặc học trò huyễn thuật ở giữa ngã tư đường, hóa làm đại chúng, dạy khiến tu thiền Ba La Mật. Ngoài ra như trên đã nói, tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong Bát Nhã Ba La Mật, dạy hết thảy chúng sinh khiến tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong Bát Nhã Ba La Mật, dạy hết thảy chúng sinh khiến tu Bát Nhã Ba La Mật? Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát tu Bát Nhã Ba La Mật, không có pháp được bờ kia bờ này. Như vậy là Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong Bát Nhã Ba La Mật, dạy hết thảy chúng sinh khiến tu Bát Nhã Ba La Mật. Thí như thầy huyễn thuật hoặc học trò huyễn thuật ở giữa ngã tư đường, hóa làm đại chúng, dạy khiến tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Trang Nghiêm là ở trong 10 phương thế giới số như hằng hà sa, tùy chỗ ứng hợp tự biến thân trú trong thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, cũng dạy chúng sinh khiến tu thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật. Chúng sinh ấy tu pháp ấy cho đến khi chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không lìa pháp ấy. Tu Bồ Đề, thí như thầy huyễn thuật hoặc học trò huyễn thuật ở giữa ngã tư đường, hóa làm đại chúng, dạy khiến tu sáu Ba La Mật. Ngoài ra như trên đã nói, như vậy tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Trang Nghiêm là tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, không sinh niệm rằng ta dạy gần ấy người trú trong thí Ba La Mật, không dạy gần ấy người trú trong thí Ba La Mật, cho đến Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, không sinh niệm rằng ta dạy gần ấy người trú trong bốn niệm xứ, không dạy gần ấy người trú trong bốn niệm xứ, cho đến 18 pháp không chung cũng vậy, cũng không sinh niệm rằng ta dạy gần ấy người khiến được quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Bích Chi Phật đạo, trí nhất thiết chủng, không dạy gần ấy người khiến được quả Tu Đà Hoàn cho đến trí nhất thiết chủng. Ta sẽ khiến vô lượng vô biên vô số chúng sinh trú trong thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, dựng lập chúng sinh nơi bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, khiến vô lượng vô biên vô số chúng sinh được quả Tu Đà Hoàn cho đến trí nhất thiết chủng. Thí như thầy huyễn thuật hoặc học trò huyễn thuật ở giữa ngã tư đường, hóa làm đại chúng, dạy khiến tu sáu Ba La Mật cho đến chứng được trí nhất thiết chủng. Ngoài ra như trên đã nói, tu Bồ Đề ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Trang Nghiêm. Luận. Ở trên Phú Lâu Na nói Đại Trang Nghiêm và tướng Pháp Đại Thệ Trang Nghiêm. Này tu Bồ Đề khởi niệm rằng Phú Lâu Na chưa được trí nhất thiết, tùy nói Đại Trang Nghiêm hoặc có sai lầm nên hỏi Phật để thủ lấy quyết định. Phật vì tu Bồ Đề nói thí Ba La Mật Đại Trang Nghiêm cho đến trí nhất thiết là quả báo của thiện pháp, nên được sức thần thông lớn của Bồ Tát. Vì hạng chúng sinh mến đạo xuất gia nên hóa làm thân Phật, phóng ánh sáng lớn chiếu mười phương thế giới, rung động đại địa, khiến chúng sinh phát tâm tu thiện pháp, tùy căn cơ thích hợp mà thuyết pháp cho, khiến được ba thừa. Vì chúng sinh tại gia ham vui, làm trưởng luân thánh vương, biến 3.000 đại thiên thế giới thành lưu ly, vì không chướng ngại, cưỡi xe bảy báu, thần phóng hào quang, mưa các bảo vật, tùy chúng sinh cần dùng, đều khiến cho đầy đủ. Vậy sau nói pháp Bồ Tát, Bồ Tát trú trong đại thừa, lấy hai sự bố thí làm lợi ích chúng sinh, đó là tài thí và pháp thí. Chúng sinh nghe rồi tu sáu Ba La Mật cho đến 18 pháp không chung, đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không lìa pháp ấy. Bồ Tát tùy trú trong biến hóa ấy, cũng không sinh chấp trước tướng đối với các pháp, cũng không tự cao. Tu Bồ Đề khởi niệm rằng Bồ Tát hành được đại sự như vậy, lại chưa giải hết các lậu hoặc, làm sao không đóng trước các pháp, cũng không sinh tâm tự cao được. Trong đây Phật tự nói thí dụ, thí như thầy huyễn thuật ở giữa ngã tư đường, khóa làm các thứ vật, tùy chỗ người cần đều có thể cho hết. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Thầy huyễn thuật ấy thật có cho chăng? Có người thọ nhận, có người cần dùng chăng? Tu Bồ Đề thưa, đó chỉ là hư dối, thật không có gì. Phật dạy Bồ Tát cũng như vậy, tùy hiện làm thân Phật, thân trưởng thân thánh vương, lấy của và pháp thí cho chúng sinh, cũng như thầy huyễn thuật thật không có cho gì. Vì sao? Vì các pháp rốt ráo không như huyễn,
Năm ba la mật kia cũng như vậy, tùy theo nghĩa mà phân biệt. Lại nữa, do nhân duyên thí ba la mật, giới ba la mật, nên làm chuyển luân thánh vương giàu sang trong loài người, do các ba la mật khác hoặc làm phạm vương hoặc làm pháp thân bồ tát. Hỏi: ngoài sáu ba la mật còn có pháp gì có thể trang nghiêm không? Đáp: các công đức đều thu nhiếp trong sáu ba la mật. Có người nói còn có trí ba la mật và phương tiện ba la mật, vân vân. Ở trong mười phương thế giới số như hằng hà sa, tùy chỗ đáng độ bày các nhân duyên thuyết pháp khiến chúng sinh trú trong sáu ba la mật. Lại nữa, quyết định thệ nguyện gọi là đại trang nghiêm, nghĩa là bồ tát không khởi niệm rằng ta độ ngần ấy người khiến chú trong thí ba la mật mà không thể độ người khác. Cho đến 18 pháp không trùng cũng như vậy, cũng không khởi niệm rằng ta khiến ngần ấy người được quả tu đà hoàn mà không thể khiến ngần ấy người được quả tu đà hoàn. Cho đến thành Phật đạo cũng như vậy, ta sẽ khiến hết vô lượng vô số chúng sinh trú trong các công đức thí ba la mật cho đến trí nhất thiết trùng như thầy huyễn thuật. Như trước đã nói, ấy gọi là phát thệ nguyện đại trang nghiêm. Kinh: bấy giờ Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như ý nghĩa con theo Phật nghe được Bồ Tát Ma Tát không có đại trang nghiêm là đại trang nghiêm, vì các pháp tự tướng không, nghĩa là sắc, sắc tướng không, thọ tưởng hành thức, thức tướng không, mắt, mắt tướng không, cho đến ý, ý tướng không, sắc, sắc tướng không, cho đến pháp, pháp tướng không, nhãn thức tướng không, cho đến ý thức tướng không, nhãn xúc tướng không, cho đến ý xúc tướng không, thọ do nhãn xúc làm nhân duyên sinh, thọ tướng không, cho đến thọ do ý xúc làm nhân duyên sinh, thọ tướng không. Bạch Đức Thế Tôn, thí ba la mật, thí ba la mật tướng không, cho đến bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tướng không, nội không, nội không tướng không, cho đến vô pháp hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không tướng không, bốn niệm xứ tướng không, cho đến 18 pháp không chung, 18 pháp không chung tướng không, Bồ Tát tướng không. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên ấy nên Bồ Tát, nên biết Bồ Tát Ma Tát ấy không có đại trang nghiêm là đại trang nghiêm. Phật bảo Tu Bồ Đề: như vậy, như vậy, như lời ông nói, Tu Bồ Đề, trí nhất thiết chủng chẳng phải pháp tạo tác, chúng sinh cũng chẳng phải pháp tạo tác, Bồ Tát đại trang nghiêm vì chúng sinh ấy. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà trí nhất thiết chủng chẳng phải pháp tạo tác, chúng sinh ấy cũng chẳng phải pháp tạo tác, Bồ Tát đại trang nghiêm vì chúng sinh ấy. Phật bảo Tu Bồ Đề: vì người làm không thể có được, nên trí nhất thiết chủng chẳng phải pháp tạo tác sinh khởi, các chúng sinh ấy cũng chẳng phải tạo tác sinh khởi. Vì sao? Tu Bồ Đề: vì sắc chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, thọ tưởng hành thức chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, mắt chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, cho đến ý chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, sắc cho đến pháp, nhãn thức cho đến ý thức, nhãn xúc cho đến ý xúc, thọ do nhãn xúc làm nhân duyên sinh cho đến thọ do ý xúc làm nhân duyên sinh, chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác. Tu Bồ Đề: ngã chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, cho đến kẻ biết, kẻ thấy chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác. Vì sao? Vì các pháp ấy rốt ráo không thể có được. Tu Bồ Đề: mộng chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác. Vì sao? Vì rốt ráo không thể có được. Huyễn, tiếng vang, bóng, sóng, nắng, biến hóa chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác. Vì sao? Vì rốt ráo không thể có được. Tu Bồ Đề: nội không chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, vì rốt ráo không thể có được. Cho đến vô pháp hữu pháp không chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, vì rốt ráo không thể có được. Tu Bồ Đề: bốn niệm xứ chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, vì rốt ráo không thể có được. Cho đến 18 pháp không trùng chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác. Vì sao? Vì pháp ấy rốt ráo không thể có được. Tu Bồ Đề: các pháp như như pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thật tế chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, vì rốt ráo không thể có được. Tu Bồ Đề: Bồ Tát chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, vì rốt ráo không thể có được. Tạp bà nhã và trí nhất thiết chủng chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, vì rốt ráo không thể có được. Do nhân duyên ấy, Tu Bồ Đề, tạp bà nhã chẳng phải pháp tạo tác sinh khởi, chúng sinh ấy cũng chẳng phải pháp tạo tác sinh khởi, Bồ Tát đại trang nghiêm vì chúng sinh ấy. Bấy giờ Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như con xem xét nghĩa của Phật dạy, sắc không trói không mở, thọ tưởng hành thức cũng không trói không mở. Bấy giờ Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử nói với Tu Bồ Đề rằng:
Sắc là không trói không mở, thọ tưởng hành thức là không trói không mở. Tu Bồ Đề nói, như vậy, sắc là không trói không mở, thọ tưởng hành thức là không trói không mở. Phủ Lâu Na Di Đà La Ni Tử hỏi Tu Bồ Đề rằng, thế nào là sắc không trói không mở, thọ tưởng hành thức không trói không mở? Tu Bồ Đề nói, sắc như mộng không trói không mở, thọ tưởng hành thức như mộng không trói không mở. Sắc thọ tưởng hành thức như tiếng vang, như bóng, như huyễn, như sóng nắng, như biến hóa, không trói không mở. Này Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, sắc quá khứ không trói không mở, thọ tưởng hành thức quá khứ không trói không mở. Sắc vị lai không trói không mở, thọ tưởng hành thức vị lai không trói không mở. Sắc hiện tại không trói không mở, thọ tưởng hành thức hiện tại không trói không mở. Vì sao không trói không mở? Vì sắc ấy không có gì nên không trói không mở. Thọ tưởng hành thức không có gì nên không trói không mở. Vì lìa, vì tịch diệt, vì không sinh nên không trói không mở. Này Phú Lâu Na, sắc thọ tưởng hành thức lành không trói không mở, sắc thọ tưởng hành thức chẳng lành không trói không mở, sắc vô ký không trói không mở, thọ tưởng hành thức vô ký không trói không mở, sắc thế gian xuất thế gian, hữu lậu vô lậu không trói không mở, thọ tưởng hành thức cũng không trói không mở. Vì sao? Vì không có gì, vì lìa, vì tịch diệt, vì không sinh nên không trói không mở. Này Phú Lâu Na, hết thảy pháp không trói không mở, vì không có gì, vì lìa, vì tịch diệt, vì không sinh. Phú Lâu Na, thí ba la mật không trói không mở, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật không trói không mở, vì không có gì, vì lìa, vì tịch diệt, vì không sinh nên không trói không mở. Này Phú Lâu Na, nội không cũng không trói không mở, cho đến vô pháp hữu pháp không cũng không trói không mở, bốn niệm xứ không trói không mở, cho đến 18 pháp không chung cũng không trói không mở, vì không có gì, vì lìa, vì tịch diệt, vì không sinh nên không trói không mở. Vô thượng chánh đẳng chánh giác không trói không mở, trí nhất thiết chủng không trói không mở, Bồ Đề không trói không mở, Phật cũng không trói không mở, vì không có gì, vì lìa, vì tịch diệt, vì không sinh nên không trói không mở. Này Phú Lâu Na, các pháp như như pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thật tế pháp vô vi không trói không mở, vì không có gì, vì lìa, vì tịch diệt, vì không sinh nên không trói không mở. Này Phú Lâu Na, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật không trói không mở, bốn niệm xứ cho đến trí nhất thiết chủng không trói không mở. Bồ Tát ấy trụ trong thí ba la mật cho đến trụ trong bát nhã ba la mật không trói không mở, trú trong bốn niệm xứ không trói không mở, cho đến trú trong trí nhất thiết chủng không trói không mở, thành tựu chúng sinh không trói không mở, tịnh quốc độ Phật không trói không mở, sẽ cúng dường chư Phật không trói không mở, sẽ nghe pháp không trói không mở, chọn không lìa chư Phật không trói không mở, chọn không lìa các thần thông không trói không mở, chọn không lìa năm mắt không trói không mở, chọn không lìa môn Đà La Ni không trói không mở, chọn không lìa các tam muội không trói không mở, sẽ sinh đạo chủng trí không trói không mở, sẽ được trí nhất thiết chủng không trói không mở, chuyển pháp luân không trói không mở, an lập chúng sinh nơi tam thừa không trói không mở. Như vậy Phú Lâu Na, Bồ Tát Ma Ha Tát tu sáu ba la mật không trói không mở, sẽ biết hết thảy pháp không trói không mở, vì không có gì, vì lìa, vì tịch diệt, vì không sinh. Phú Lâu Na ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát đại trang nghiêm không trói không mở. Luận Tu Bồ Đề nói, như nghĩa còn được nghe Phật dạy không có đại trang nghiêm là đại trang nghiêm, vì cớ sao? Vì tự tướng không vậy. Hỏi Tu Bồ Đề cớ sao nói như vậy? Đáp: Phật dạy nghĩa pháp đại trang nghiêm rất sâu, khó được khó hiểu. Chúng sinh ở trong hội chúng nghe việc ấy, tâm hoặc bị thối mất. Trang nghiêm rốt ráo không, như vậy cũng do sức thần thông nên trong một lúc có thể khắp đến thế giới mười phương số như hằng hà sa. Chúng sinh thích ý nói đây là việc Thánh Chúa, chúng ta làm sao biết được. Vì thế nên Tu Bồ Đề nói pháp đại trang nghiêm chẳng phải sâu, chẳng phải khó, chẳng phải chỉ pháp đại trang nghiêm, tự tướng không, dễ tu dễ được, sắc trong sắc định tướng không thể có được, cho đến 18 pháp không trùng cũng như vậy. Nếu Bồ Tát biết được tướng không tịch diệt của các pháp như vậy mà không bỏ bổn nguyện tinh tấn, cho nên gọi là pháp đại trang nghiêm chẳng phải có được. Phật ấn chứng lời Tu Bồ Đề nói, nên nói như vậy, pháp tạo tác đều là hư dối. Nên nói Tát Bà Nhã là pháp không tạo tác, vì chúng sinh rốt ráo không cũng là pháp không tạo tác. Phật dạy người làm là không thể có được,
nên hết thảy chẳng phải tướng tạo tác. Vì chúng sinh không thể có được, nên người làm không thể có được. Vì người làm không thể có được, nên tát bà nhã chẳng phải tướng tạo tác sinh khởi. Lại nữa, sắc cũng không thể làm. Vì pháp không, cho đến các Phật pháp cũng như vậy. Tu Bồ Đề gọi trong các pháp không có tướng định làm, như huyễn, tuy không có sự thật mà có tướng đi lại. Vì thế nên Phật dạy như huyễn, như sóng nắng, không có tướng tạo tác, vì rốt ráo không thể có được. Khi ấy người nghe suy nghĩ rằng 18 không có thể phá hết thảy pháp, thế là có tác dụng, thế thời là thật. Nghĩa là có tạo tác, vì vậy nên Phật dạy nội không không tạo tác cho đến vô pháp hữu pháp không, 18 pháp không trùng cũng không có tạo tác. Hoặc nói 18 không là hữu vi hư dối không thật, nên có thể không tạo tác. Còn như pháp tánh thật tế là pháp chân thật, nên phải có tạo tác. Vì sao? Vì hết thảy pháp hữu vi, mỗi mỗi đều có nhân trùng, pháp vô vi cũng làm nhân cho pháp có tạo tác. Nên Phật dạy như như pháp tánh thật tế, pháp trụ pháp vị cũng không tạo tác. Lại hoặc nói Bồ Tát Phật trí nhất thiết chủng là pháp thật có thể có tạo tác. Vì vậy nên Phật nói pháp ấy cũng vì rốt ráo không, nên cũng không tạo tác, vì tướng tạo tác do nhân duyên sinh. Hành giả nghĩ rằng Phật pháp rất khó, rất là hy hữu, các pháp đều không tạo tác, không trói không mở, chúng ta làm sao sẽ từ khổ được thoát? Thế nên Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, như con biết nghĩa của Phật nói năm uẩn không trói không mở, pháp người phàm phu hư dối không thể có được nên chẳng phải trói, pháp thánh nhân rốt ráo không không thể có được nên chẳng phải mở. Năm uẩn như mộng và năm uẩn trong ba đời, năm uẩn thiện bất thiện, hết thảy pháp cũng như vậy, cho đến thật tế cũng như vậy. Vì không có gì, vì lìa, vì không sinh nên không trói không mở, ấy gọi là đạo Bồ Tát không trói không mở của Bồ Tát Ma Ha Tát. Ở trong đạo ấy các phiền não không kéo rời vào trong phàm phu, cho nên nói không trói, không lấy các pháp vô lậu phá phiền não nên nói không mở. Giáo hóa chúng sinh tịnh quốc độ Phật cho đến năm thần thông, năm mắt, các môn tam muội đà la ni, chọn công địa Phật và an lạc chúng sinh trong tam thừa cũng không trói không mở. Vì cớ sao? Vì các pháp không có gì, vì lìa, vì tịch diệt, vì không sinh, vì rốt ráo không, do các nhân duyên như vậy. Ấy gọi là tướng Bồ Tát Đại Trang Nghiêm, nghĩa là không trói không mở.